Hãy mấy người thục nữ kia ơi, muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngược đời mà nghe. Ốc mấy nhồi cắn cổ vịt le có ngon, lại cắn để Cố nghệ cho nhân hát sẩm mẹ Hà Thị bỏ Cầu con được xem là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20 và từng được mệnh danh là báu vật nhân văn sống. Bà đã góp công lớn cho cổ nhạc Việt khi thổi hồn vào hát sẩm, thể hiện được những gì tinh túy và cảm xúc nhất vào môn nghệ thuật này, xứng đáng là đại diện nghệ thuật đường phố bậc nhất Việt Nam thế kỷ 20. Nghệ nhân Hà Thị Cầu sinh năm 1928, mất năm 2013, tên thật là Hà Thị Năm. Tên Cầu là tên con trai cả của bà, theo cách gọi của người dân vùng Yên Mô, Ninh Bình. Gia đình bà đã có ba đời hát sẩm. Cha bà là một người hát sẩm khiếm thị. Năm 11 tuổi, cha mất, hai mẹ con bà Cầu rời quê hương Nam Định để về sinh sống tại đất Yên Mô, Ninh Bình. Vất vả lưu lạc từ tấm bé đến khi bạc đầu, những câu hát của bà Cầu chân thật, xúc động mà ta biết rằng phải trải nghiệm, câu hát mới toát ra kiếp lênh đênh của người đàn bà, toát ra hồn cốt của nghệ thuật hát sẩm đến như thế. Chính ở sự cùng cực, nếm khổ mới ra được chất sẩm, cách hát có điệu ngang tàng, ăn chơi thấu đời nhưng cũng vô cùng xót xa. Trong bi có hài, trong héo ngoài tươi là cái hồn cốt của nghệ thuật sẩm. Mà hơn ai hết, nghệ nhân Hà Thị Cầu là người đã mang hồn cốt của sẩm đến gần với người dân, truyền những gì tinh hoa nhất của sẩm cho thế hệ sau này. Người hát sẩm có không ít, nhưng để đến tầm nghệ nhân và hát ra chất đời của sẩm như bà Hà Thị Cầu thì thời nay nhìn ngang dọc chưa thấy một ai. Nghệ nhân Hà Thị Cầu vốn là người tài ba với việc ngẫu hứng trong hát sẩm. Từ lối nhả chữ, giọng hát nảy, đanh và nhấn nhá tùy chỗ cho tới tiếng kéo nhị hay nhịp xênh phách giòn giã. Mỗi âm thanh ấy hòa quyện lại với nhau làm nên màu của sẩm. Bà có thể đảm đương hết những vai trò ấy, đặc biệt ở tiếng hát mang sự ngẫu hứng, không lần nào giống lần nào. Nhiều bài hát của bà để lại những dấu ấn sâu đậm trong công chúng như Sẩm Thập Ân, Sẩm Ngược Đời. Người nghệ nhân tài hoa ấy giờ đã không còn, nhưng tiếng hát của bà, những giá trị nghệ thuật trong những điệu sẩm của bà vẫn còn mãi với thế hệ sau. Biển trời con ơi nhà đã một màu.